Everybody, welcome to Helvetcaday. Xin chào bạn, trong các bạn đã quay lại Beacon Helvetcaday. Thì hôm nay chúng ta đến với một con game mà lâu, tính ra là cũng nửa năm hơn rồi đó chứ chúng ta không thấy con này á. Hunter x Hunter, thợ săn quái vật ha. Ok. Rồi. Ôi, tính ra là con anime này là một trong những con mà heo cực kỳ thấy tiếc cho nó luôn các bạn. Trời ơi, hay, bộ này hay mà... Ôi, tác giả bệnh quá, không có làm ra tiếp nữa các bạn ơi. Rồi, tính ra cái con nhân vật này nè, đây, thằng này nè. Là một nhân vật đầy tiềm năng á, mà không phát triển nữa. Ồ, con nhân vật chính cũng lên được tới đây rồi cũng xong luôn. Nói chung là bộ phim hay. Còn nhiều thứ để khai thác nhưng mà nó kết thúc như đó cũng được. Hơi bỡ ngỡ, hơi bỏ ngỏ tí nhưng mà thôi vậy cũng được rồi. Chỉ tội cho cái ông già Phật vàng Phật sống gì đó. Ôi ôi, tính ra ông đó đánh kỳ, đánh với con ấy con bọ. Hay, trận đó đánh hay mà cuối cùng thua, tức thiệt chứ. Rồi, hôm nay chúng ta đến với con anime Hunter x Hunter ha. Của 7 game. Một nhà phát hành game cũng khá là uy tín trong thời gian gần đây ha. Với nhiều tựa game cũng như là hỗ trợ support anh em nhiệt tình. Có Toon Speed tăng tốc nhân 8 nè ha. Có translation dịch thuật tiếng Việt ở trong game sẵn cho anh em luôn. Nói chung là hình như là có auto click rồi auto tune gì tà lay hột me ở trong này luôn á. Ôi vừa vô là mở như auto luôn hả? Ok được. Nè đây để coi có tune không. Cái này chỉ có translation thôi à. Ok. Đấy, đây là phần mềm dịch thuật cho các bạn ha. Nhiều bạn là không biết tiếng Trung cũng như là muốn chơi game nhưng mà không hiểu được nội dung ha. Đây là một con game của nó có luôn cái phần mềm dịch ở trong này luôn. Đây, ví dụ đây ha. Rồi, yên tâm, để yên nè. Đó, bấm vô dịch. Quay vòng vòng đây. Đó, ok. Rồi, bấm cái nữa là mất. Cũng hơi tiện, nhưng mà có cái bất tiện là cái icon của nó hơi bự. Nếu mà sau này nhà sản xuất tiết chế lại cái này nữa thì đẹp. Nhỏ là gặp nó vô trong luôn càng tốt, trong suốt luôn càng phê. Các bạn thấy cái cách chơi này nó giống con gì các bạn biết không? Nó giống con ngoại trí gì quên rồi đó. Cái gì không phải ngoại trí mà là nhận giả, cái gì quên mẹ nó rồi. Quên rồi, chỉ ngoại gì đó. Nhưng mà game Fairy Tail á. Ngoả long pháp sư. Đúng rồi, nó giống con ngoả long pháp sư á. Cách chơi của nó cũng y vậy hả. Rồi, ok. Ôi, cho đặt tên tiếng Việt luôn, cho đặt tên chữ Latin luôn nha anh em ơi. Ok, và đây là một con game nạp giảm 99% nha anh em ơi. Ok. Ê, nó hết hướng dẫn rồi nè. Chui ra. Ô, vé quay kim cương các kiểu ha. Được. Ôi. Khoan, giảm nạp 99%. Nếu mà như vậy thì... Gì đây? Không, cái này hệ tháng á. 99, vậy là cái này là 0.3 đúng không ta? 0.3 hay là 0.03? Cái này là mua. Cái này là nạp. Cái gói này cũng được á. Gói này kim cương được hả? Không, cái gói này không hôm.
cái gói này càng không thơm nữa. Ôi. Ủa, cái này là cái gì vậy? Ủa, cái gói đó là có gì ta? Ơi, chúng ta được ôi VIP 21. Oh. Wow, ngon. Ê, được nha, từ từ. Nào. Này là năng động hàng ngày. À, mở luôn năng động rồi hả? Ôi, ôm. Ồ, lên level 5 rồi. Ồ, cái này là kiểu là vé quay này đúng không? Đúng rồi, nhớ là vậy. Kim cương. À, lại vé quay. Vé quay tiếp. À, năng động hàng ngày cho vé quay khá nhiều nha mấy ông ơi. Ok đấy. Kim cương. À. Nè đúng rồi, cái cốc đó là vé quay đấy. Mình làm thử cái coi chơi ha. Ok. Thôi. Hunter, ít Hunter. Lâu lắm rồi mới thấy lại em nó. Nghe Rolex ớt. Kiếm hơi khó đấy. Wow. Ok. Rồi, đây. Ủa, à không, cái này đi qua ải. Dưới này à. Ok. À, rất nhiều event, event gì đây. Không, event này chắc không ngon rồi. Không ngon. À. Ok, nhận quà nữa nè ha. Ôi, 20 lần quay. Cái này nạp tí là vô là lụm á. Nhưng mà trước tiên là từ để lượn vòng vòng cái đã. Ôi. Nhưng mà chắc không lụm được trong đó đâu. Ồ, điểm danh à, có điểm danh bù được không? À, không các bạn ơi, nó không cho điểm danh bù. Ok, thể lực à, từ đi bồn. Này bỏ 1.500 ra mua hả? Mà vậy quá. Cái gì đây? Event. Ủa khoan. Cái này. Hồi nãy có cái gói đầu tư á. Nhưng mà không biết cái gói đó nằm ở đâu. Ok. Ở đây phải không? À không luôn. Ủa vậy cái gói đầu tư rồi hồi nãy là nằm đâu ta? Ôi, 10.000 tệ. Ôi. Gói đó đầu tư là hết bài luôn. Ok. À thấy rồi, thấy cái chỗ gói đầu tư rồi. Đây. À không nha, mỗi ngày được khoan để dịch lại cho chắc. Có phần mềm dịch mà. Rồi ngại gì. Đây bạn có thể thu nhập nó mỗi ngày trong 30 ngày. Tổng cộng có thể nhận 50.000. À, full hết luôn. À, rồi. Có phần mềm dịch sẵn ở đó mà. Đi tò mò làm gì. Oh, qua level. Oh, ngon. 12.000 rồi. Có kim cương chơi rồi bộ ơi. Nào bây giờ tới phần là vô VIP nè. Đây VIP 7, mua chỉ có 7 kim cương. Trời ơi. Ủa VIP 1 hả? VIP 2, VIP 3. Trời ơi, VIP người ta mua 1 kim cương hoặc là 0 kim cương. VIP này hạ giá còn 7 kim cương đồng giá. U là trời. Ok, ta được phi VIP 21 nha anh em ơi. Ồ. Rồi 21 thì 21 ha. Ôi quà, ôi hero. Đây. Rồi thẻ. Ủa. À, ôi VIP 13 trở lên là nó mắc rồi. Ôi. Ôi để 24.000 mua con này các bạn ơi. 21. À, 21 cũng là full rồi. À, gì đây? Không.
Để dành 21.000 mua 22, 24.000 gì mua con kia nha. Và biết có giá trị kinh tế cao. Ok. Nè đấy, ôi được một con ếch nha. Một con lát ếch luôn. Ngon, cái này mở cái gì đây? À, mở ra được mảnh. Mảnh thôi, chứ làm gì được cả một con. Bơ à. Làm gì được à, vẽ. Cái gì đây? Để coi nãy giờ được bao nhiêu vé quay nữa rồi. Không, 15 vé, tiếp tục nào. Cầu mai nè, đó, ok. Ôi, 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 lát ớt à. Ôi, ớt, 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 nào. Được đấy chứ. Ngại ngùng gì bồ ơi, ôi. Hai lần nhân 10, được cái lát ớt. Trời ơi, ngon. Ôi, có tờ thông báo có tướng mới không? Ok. Gì đây? À, nó không có cho thêm kim cương ha. À, ví dụ mở ra con này ta tưởng nó cho kim cương, ai ngờ không. Nhưng mà lát cao nhất của game là lát ớt à. À, được hai con lát ớt rồi bộ. Nào, nè, nè đây. Thì, đây là cái trang nè, nó game nè giảm nạp 99% nè ha. Thợ săn máu nóng sức chịu đựng hả? Đây. Chơi được trên Android. Đúng rồi, ở đây nè. À, trò chơi trên Android hả? Đây, đánh giá. Ok, mới server 23 thôi. Có lòng 28. Ngày 2 tháng 3 là bắt đầu mở 29 nè. 29, 30, rồi 31 vậy nè. 2 ngày mở server một lần ha. Ê, nào, bây giờ dịch để kiếm cái chỗ nhập god nữa. Đăng ký, à, mã kích hoạt, xôi. À, chơi game giờ sướng thì chứ. Có sẵn Google dịch. Trời ơi, ngày xưa là phải cầm cái điện thoại ha. Đó, canh me bắt đầu chụp, rồi xong rồi vô Google dịch, dịch lại. Nhưng mà không. Giờ, game đồ này nọ đã khác rồi. Chúng ta đã có 7 game rồi. Em nào có chơi thì có thể tải về và tìm hiểu thử ha. Lâu lắm rồi chúng ta không đến với một con Hunter nào hết. Từ khi mà bên kia bắt đầu nó ít ra mấy con anime lại là nhảy qua bên này là anime nhiều nha. Mà còn nạp cái thấy đa số là giảm nạp 99 rồi hôm bữa còn giảm nạp cái gì? 99.9% nữa chứ, trời ơi. Ủa, tới đâu rồi? À, TB6 à, TB6 thì tới BC66. Bữa còn giảm 99.5%. Ủa? Ủa, TB6. Nó bị dư cái khoảng cách từ trước, trời ơi. Khó khăn lắm mấy ông ơi. Phải copy đúng. Ôi, 100 bé quay. Trời ơi. Ngon luôn, 100 vé quay. Ô là là. Được, được, được. Thấy ngon mà ai ngờ ngon không tưởng nha. Được. Trời ơi, cho 100 vé quay. Cái gì đây? Tôm hùm này là cái gì vậy ta? Ờ, vàng hả? Vàng, để tôi dịch lại coi nó là cái gì. À, bữa ăn tối tôm hùm. Ủa? Đừng nói cái này là hệ lực nha. Ôi, hình như là hệ lực rồi. Ôi, 1.000.000 bánh hệ lực. Wow. Khoan khoan, để từ từ tí vô tôi coi lại. Hình như đó là bánh hệ lực mấy ông bui. Ok. Cái này cái gì đây? Cái này không biết. Cái này hình như tới ải 2.5 mới mở cái đó được. Đây, 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 đây. Tôi sẽ dịch lại. Này, mấy cái dưới này nè. À, là món ngon dùng để à, dùng nó tăng. Đúng rồi, trời ơi. 2, 4, cái gì khoan, 2 nè. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ôi,
10, 7 là 10 triệu. Ui, 10 triệu bánh thể lực. Trời ơi. Bánh thể lực 100. Wow. Hero Earth 100 vé quay Hero. Rồi còn nữa. Mad VIP 24. Rồi, để chừng nào tìm ra được nữa thì nốt vào tiếp. Trời ơi, đi quay nào. Đó, quay. Hồi nãy tìm được một con Hero Earth rồi đó. Giờ để coi liệu chúng ta có thể tìm thêm được Hero Earth nữa hay không nè. Ok. Lâu quá không xem phim hoạt hình này rồi. Không biết là tên của mấy con này là tên gì luôn. Quên mẹ nó rồi. Hôm bữa nghe nói là tác giả khỏe lại rồi, chuẩn bị combat có phim mà xem ở đồng có chuyện. Nhưng mà thôi, tác giả lại bình nữa rồi. Nghe nói là kỳ này không qua hỏi và chuẩn bị tiết lộ cái kết của bộ này. Nhưng mà không biết sao, hy vọng là tác giả còn khỏe để làm tiếp, cũng như là có ông nào đó vô tiếp nối bộ truyện này, chứ tính ra là hành trình nó 20 năm rồi đó. Ông nào giờ anh em đa số là anime của Trung Quốc không mà đấu phá đấu la đồ này nọ ha, chứ mấy game này giờ thì hiếm thiệt. Giờ game mấy game này hiếm. Con này tính ra nó ra cách đây hơn 20 năm rồi mà. Ôi, vậy mà sức hút của nó vẫn còn mạnh lắm nha. Hay đấy. Ôi, tôi cũng là một fan của nó đó các bạn ơi. Nhanh nào. Rồi, chắc không ra được một con ếch nữa rồi. Hai lần nhân 10 nữa thôi. Rồi, không ra rồi. Ôi, được một con nhưng mà không phải con theo mơ ước. Oh no. Ok, âm quái. Tính ra là được 120 á, 120 con. Ok, 100, đọc 120 vé. Ok. Rồi, vô shop. Ở đây bạn có 3 cái hả? 20 vé. Đẩy luôn à. Mua được á, mua được 20 vé nữa. Mua đi. Phô máu mà. Đẩy luôn. Biết chắc là nó sẽ không ra được nó sẽ không ra được một cái con ếch nữa. Nhưng mà thôi kệ. Biết trước rồi. Nào, để nạp thử coi ha. Đây. Khoan, từ để tôi vô đây tôi nạp coi cái giá nạp cho anh em xem ha. Đâu. Ở đây không có cái giá 100 đâu. Thôi lấy cái này 1000 đỡ đi ha. 1000. Đây, 1000 trừ hết ra là còn 10 đô. Đó là 10 tệ. Ok không? Trừ 99%, chúng ta chỉ còn nạp 0,... gì? Còn lại đâu giảm nạp 99 đúng không? 99 còn lại 1%. Đó, là 10 tệ. Đó, vậy nếu chúng ta nạp gói này gói 6 tệ. Đâu rồi? Đây, gói nhỏ nhất là 6 tệ. Nhưng mà ơi khoan, gói 30 này thì ra nạp được bao nhiêu ta? 1.14 hả? Heo vẫn còn bị ấy. Nào, 6 tệ thôi. 6 tệ. Ôi. Đây, 0.6. Ôi. 0.6, 0.06. Ok. Vậy là tính ra là cho luôn con này còn gì nữa. Ôi ơi. Ủa, nạp được chưa? Đó, lụm tiền. Hồi hôi. Khoan, để tao nhờ dịch lại coi con này nó tên gì ta. Hunter.
Ít hồn tờ nhân vật đó hay gì kêu lua hả? Kêu lua, ok. Ok, mở ra được con Hisoka thì ngon nè. Hisoka gì chồng của nhiều bà lắm nè. Ok, vé 16.000 vé quay à. Ok, trời ơi, nhận quà, nhận quà, nhận luôn dưới này chứ. Rồi, tính ra vậy là được được thêm bé quay đó anh em. Đây, nhận quà. Nhận tiếp. Ồ, mình có con này hả? Ok. Được 14.000 rồi mấy ông ơi. Rồi, 24.000. Đậu xanh nữa. Thôi gán để dành tiền 24.000 rồi lên mua cái đó sao. Cái này 1.500. Đây có quà nè. Quà gì đây? Ơi nhét bao đội hình bà đi quẩy thôi chứ nói gì nữa anh em. Đó, link heo để hết dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha anh em ơi. Anh em nào có chơi thì có thể tải về ha. Game cho khá nhiều thể lực á. Chuyện còn lại là chúng ta vào và chơi hết mình ơi. Hết ra hết số đi anh em ơi. Ok, tất nhiên là sẽ đem ra rồi. Ui, 4 sao. Bỏ thằng này ra luôn đi. 4 sao, họ đó. Ok. Nào, tới đi anh em ơi. Gì vậy? À, mở được nhân 3 rồi hả? Ôi ngon. Trời ơi, ui mấy con quái yếu vậy bộ. Nào, để nổ cái coi chơi. Đó. Khỏi nói nhiều, xong luôn rồi. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.